Nếu ngày mai mà chúng ta thi hết môn ở trong đại học đi thì ngày hôm nay mình tập trung vô cùng, kể cả bồ có rủ đi chơi cũng không đi vì anh phải học ngày mai thi. Tức là nếu như lợi ích của ta ở trong ngày mai thì ngày hôm nay bao giờ ta cũng tập trung hết mình. Nếu như ngày mai tôi phải gặp một đối tác và đối tác này làm đổi đời cuộc đời tôi khi ký được hợp đồng này, thì đêm nay nếu phải ngồi soạn hợp đồng cho nó xong thì đêm nay chắc chắn tôi sẽ tập trung soạn hợp đồng. Kể cả vợ có dí đầu vào bắt đi ngủ thì tôi vẫn phải soạn hợp đồng. Như vậy con người ta chỉ tập trung được khi người ta biết chắc rằng ngày mai mình có lợi ích. Đấy là với góc nhìn gì ạ? Cách cho em làm sao đọc sách để không bị phân tâm. Vâng, thưa với bạn, tôi là một nhà giáo dục. Vì vậy là rất nhiều người mời tôi đào tạo in-house cho công ty. Thế thì khi mà họ là mời tôi đào tạo in-house cho công ty, ở trong công ty thì tôi hỏi họ thế này. Giả sử tôi đào tạo cho các nhân viên của anh mà nó giỏi, tức là nó tăng cái chất lượng công việc lên, tăng doanh thu của công ty lên, tăng năng suất của công việc lên, thì tôi hỏi anh rằng là thu nhập của họ có cao lên không? Thế thì đối với doanh nghiệp tư nhân thì đa phần xây dựng cơ chế cái mức lương theo cái mức độ lành nghề và hoàn thành công việc thì là đều lương đều tăng. Như vậy trong trường hợp đấy thì tôi sẽ đào tạo. Vì sao? Nếu tôi đào tạo cho họ mà họ giỏi, mà thu nhập của họ tăng lên thì chắc chắn họ mới nghe tôi. Còn nếu như đào tạo chuyên môn mà trong môi trường của nhà nước, mặc dù tôi đào tạo họ giỏi lên nhưng lương của họ không có tăng, thế thì thay vì chúng ta nói về những cái chuyện nghiệp vụ thì có khi lại đi nói chuyện phiếm, nói chuyện gia đình, nói chuyện kỹ năng sống, thì có khi họ lại cảm thấy happy. Cho nên nguyên tắc đầu tiên là bạn làm tập trung làm một việc gì đó nếu như lợi ích của bạn nó đến ngay trong ngày mai. Tôi lấy ví dụ, nếu ngày mai mà chúng ta thi hết môn ở trong đại học đi thì ngày hôm nay mình tập trung vô cùng, kể cả bồ có rủ đi chơi cũng không đi vì anh phải học ngày mai thi. Tức là nếu như lợi ích của ta ở trong ngày mai thì ngày hôm nay bao giờ ta cũng tập trung hết mình. Nếu như ngày mai tôi phải gặp một đối tác và đối tác này làm đổi đời cuộc đời tôi khi ký được hợp đồng này, thì đêm nay nếu phải ngồi soạn hợp đồng cho nó xong thì đêm nay chắc chắn tôi sẽ tập trung soạn hợp đồng. Kể cả vợ có dí đầu vào bắt đi ngủ thì tôi vẫn phải soạn hợp đồng. Như vậy con người ta chỉ tập trung được khi người ta biết chắc rằng ngày mai mình có lợi ích. Đấy là với góc nhìn gì ạ? Của những người cận thị, tức là nhìn ngắn. Thế còn người ta, người khác thì nhìn dài hơn, là người ta biết là cái công việc của ngày hôm nay nó sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều năm sau. Tôi lấy ví dụ như họ hiểu là toàn bộ cái lộ trình mà họ làm cho công ty mình ngày trong năm nay chính là cái nền móng để chuẩn bị cho một chiến lược phát triển của sang năm. Thì năm nay ngày nào họ cũng nỗ lực họ làm. Nhưng nếu như họ không biết rằng nó là nền tảng để phát triển chiến lược cho sang năm thì họ sẽ làm một cách rất là à ơi. Nếu như một đứa trẻ mà không học, một đứa trẻ mới đi làm ấy mà không học để làm việc tốt thì có nguy cơ tháng sau mất việc, mà tháng sau mất việc thì không có tiền trả tiền nhà, thì chắc chắn nó học hành tử tế để làm, để không mất việc. Nhưng nếu như nó là người nhà của ông chủ và nó hiểu tao không cần học giỏi thì tao làm giỏi thì tao vẫn có cái công việc ở đây và không ai đuổi được, thì rõ ràng khi đó nó học không có tập trung. Vậy quay trở lại cái cuốn sách bạn đọc cũng vậy thôi. Nếu như cuốn sách đấy mà bạn đọc mà nó làm thay đổi cái kỹ năng chuyên môn công việc của bạn ngay trong thực tế thì tôi tin chắc bạn sẽ tập trung 120% chứ không phải là 100%. Nhưng nếu cuốn sách đó bạn đọc kiến thức để chuẩn bị cho hàng nghìn năm sau với sử dụng thì rõ ràng bạn không có thể nào mà bạn tập trung được. Đấy. Vậy thì quay trở lại cách đọc sách để tập trung là gì? Chính là tìm những đầu sách nó có ý nghĩa thiết thực đối với công việc và cuộc sống của mình. Tôi lấy ví dụ, thay vì bạn đọc Đắc Nhân Tâm thì bạn có thể đọc là gì ạ? Kỹ năng tư vấn bán hàng chẳng hạn. Bởi vì nếu bạn là nhân viên sale thì
thì kỹ năng tư vấn bán hàng của bạn nó quan trọng hơn Đắc Nhân Tâm. Mặc dù Đắc Nhân Tâm là một cái cuốn sách mà nó mang tính ứng xử, nó như một dòng nước, nó mềm mại, nó mát mẻ, nhưng rõ ràng nó chưa thiết thực để thay đổi cuộc sống của bạn. Và việc đầu tiên bạn phải học đến cái việc là kỹ năng tư vấn bán hàng, thì hãy mua cuốn sách kỹ năng tư vấn bán hàng. Hay là bạn là dân marketing chẳng hạn, thì bạn rất quan tâm đến cái cuốn sách mà kỹ năng chạy quảng cáo Facebook Ads, để lấy ví dụ như thế. Hay là bạn nghe đến các live stream về dạy về quảng cáo trên TikTok chẳng hạn, thì như vậy cái đó nó rất thiết thực với bạn. Nhưng nếu mà bạn lại ngồi bạn tập trung vào câu chuyện là bạn nghe về chuyện Donald Trump sẽ đánh nhau với Trung Quốc như thế nào, thì bạn chỉ nghe một tí thôi là bạn bị mất tập trung. Vậy thì tóm lại, bạn hãy đọc sách theo mục tiêu mà thay đổi cuộc đời mình, chứ đừng đọc sách do bạn cảm thấy tiêu đề cuốn sách đấy nó hấp dẫn. Như vậy, một người đọc sách bằng lý trí và một người đọc sách bằng cảm xúc. Mà bạn đã đọc sách bằng cảm xúc thì bạn bị phụ thuộc vào cảm xúc của bạn. Lúc bạn gì ạ? Hào hứng thì bạn đọc, lúc không hào hứng thì bạn mất tập trung. Còn nếu bạn đọc sách bằng lý trí thì rõ ràng cái công cụ kỹ năng đó nó làm thay đổi, nó sẽ là cái công cụ kiếm tiền cho bạn, thì đương nhiên bạn sẽ tập trung. Thế thì nó khác nhau ở cái cách gì ạ? Nó không khác nhau ở cách đọc sách, mà nó khác nhau ở tư duy lựa chọn sách để đọc. Thì từ đấy nó mới tạo ra cái sự tập trung. Vì vậy, bắt đầu từ ngày mai, tôi khuyên bạn hãy tìm những bạn hãy gạch đầu dòng ra. Nếu mình làm công việc như thế này thì mình cần những kỹ năng gì? Cần những kỹ năng gì? Và khi đó bạn ra nhà sách, bạn nhặt cho tôi toàn bộ những cái cuốn sách viết về những cái kỹ năng mà bạn đã gạch ra và tập trung đọc nó, thì tôi tin chắc bạn sẽ tập trung hơn rất là nhiều. Thế sau khi mà tất cả những cái kỹ năng mà bạn đã có rồi, thì bạn lại gạch đầu dòng ra, nếu có thêm cái nào nữa thì cuộc đời này của bạn nó sẽ tốt hơn, thì bạn lại gạch đầu dòng ra và tìm sách mà đọc. Thì như vậy nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Và đỉnh cao hơn cả, thậm chí bạn còn phải tìm một người giỏi hơn mình rất nhiều lần để họ survey cho bạn, họ gạch đầu dòng cho bạn là mày nên đọc các kỹ năng này trước. Ví dụ mày làm nhân viên sale thì mày dứt khoát mày phải học đọc thuộc các tất cả các kỹ năng này. Mày phải có tất cả các kỹ năng này. Thì họ chính là người gạch cho mình cái mục lục mà những cái khung mà mình cần, khung năng lực mà mình cần phải trang bị, và từ đó mình mua sách mình đọc. Và chúc mừng bạn khi mà bạn đã bắt đầu có thói quen đọc sách, và việc còn lại là bạn chịu khó lựa chọn sách nữa là xong. Và chúc bạn sớm tìm được cái niềm vui trong đọc sách, và đặc biệt là mỗi một lần đọc sách nó thay đổi được cuộc đời mình, thì đó chính là việc tạo ra đam mê của đọc sách. Chúc bạn tạo ra đam mê trong đọc sách. Cảm ơn bạn rồi ạ. Đối với mỗi doanh nghiệp, quản trị nhân sự chính là bộ phận không thể thiếu. Công việc của bộ phận nhân sự không chỉ nhiều mà cũng rất phức tạp, nhưng để có người thực sự có kinh nghiệm cho bộ phận này lại là điều không hề dễ. Nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, Tập đoàn CEO Việt Nam triển khai chương trình huấn luyện ngành quản trị nhân sự. Chương trình được đào tạo theo mô hình quân đội phối hợp với hệ thống giáo dục quốc gia. Chương trình áp dụng mô hình đào tạo được top 20 trường đại học trên thế giới áp dụng, cung cấp cho người học các kiến thức chuyên môn nền tảng và thực nghiệm sát với nhu cầu của doanh nghiệp. Người sáng lập chương trình là ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO Việt Nam. Chương trình huấn luyện ngành quản trị nhân sự là chương trình đào tạo chuyên ngành quản trị nhân sự uy tín, được xây dựng trên 4 mảnh ghép nền tảng. Mảnh ghép 1: rèn luyện kỷ luật bản thân. Học viên sẽ được ăn, ở, rèn luyện tập trung trong một năm xuyên suốt tại trường doanh nhân CEO Việt Nam. Mục tiêu rèn luyện trong khuôn khổ nghiêm túc từng ngày, giúp học viên có thói quen kỷ luật khi làm việc. Mảnh ghép 2: huấn luyện kiến thức thực tiễn. 100% các học viên sẽ được huấn luyện bởi những nhà quản lý, được học và trải nghiệm trong 240 giờ trên giảng đường và tại doanh nghiệp, giúp học viên có góc nhìn tổng thể về nghề quản trị nhân sự, văn hóa doanh nghiệp, hiểu rõ nghiệp vụ, thành thạo các kỹ năng chuyên sâu. Mảnh ghép 3: kiến thức hội nhập. Học viên được học tiếng Anh giao tiếp căn bản, tiếng Anh giao tiếp trong công việc, học kỹ năng giao tiếp, chơi nhạc cụ, trải nghiệm văn hóa ẩm thực Âu Á. Mảnh ghép 4: kiến thức nền tảng căn bản. Chương trình đào tạo cao đẳng chính quy công lập chuyên ngành quản trị nhân sự, thời gian học 3 năm theo chương trình của Bộ Công Thương với bằng cao đẳng chính quy. Lộ trình thăng tiến: được đào tạo từ chuyên viên hành chính nhân sự, chuyên viên tiền lương, chuyên viên tuyển dụng, chuyên viên bảo hiểm xã hội và phụ cấp chính sách lao động, chuyên viên đào tạo nội bộ,
trưởng phòng nhân sự, giám đốc nhân sự. Đặc biệt, 100% các học viên ra trường được bố trí việc làm với mức lương trên 5 triệu một tháng. Làm việc tại các công ty, tập đoàn, chủ doanh nghiệp là đối tác của tập đoàn CEO Việt Nam. Đối tượng tham gia chương trình là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có tố chất như tính cách nhẹ nhàng, thấu hiểu người khác, đa phong cách, mong muốn một công việc thu nhập cao và ổn định. Bạn là học sinh chuẩn bị tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn đang phân vân lựa chọn ngành nghề phù hợp, bạn có khả năng tính toán, phán đoán và tư duy logic, bạn luôn cẩn thận, chính xác, bạn là người nhạy bén, có sự đam mê. Không chỉ vậy, bạn còn mong muốn có kỹ năng chuyên môn, nâng cao tư duy và được thăng tiến trong công việc. Vậy, chương trình này là dành cho bạn. Chương trình đào tạo ngành quản trị tài chính được đào tạo theo mô hình huấn luyện bản quyền của Trường Doanh nhân CEO Việt Nam phối hợp với Hệ thống Giáo dục Quốc gia. Chương trình đào tạo ngành quản trị tài chính ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp tại các vị trí tài chính, cung ứng nguồn nhân lực có ý thức, trách nhiệm, thái độ tốt, nắm vững chuyên môn của ngành. Lộ trình học tập 3 năm của bạn. Năm 1, bạn sẽ được học tập chương trình đào tạo khép kín theo mô hình quân đội đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam giúp bạn có kỷ luật tốt. Được rèn luyện kinh nghiệm thực tiễn từ các chuyên gia tài chính, giám đốc tài chính của doanh nghiệp với khối lượng kiến thức thực tế hữu dụng. Đào tạo kỹ năng mềm. Được hoàn thiện tư duy năng lực làm việc theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp. Năm 2, thực tập tại doanh nghiệp theo thời gian quy định của luật lao động. Học viên được chuyên gia của tập đoàn CEO Việt Nam hỗ trợ nghiệp vụ trong suốt thời gian thực tập học cao đẳng chính quy vào buổi tối. Năm 3, đi làm tại doanh nghiệp do tập đoàn CEO Việt Nam bố trí học cao đẳng chính quy vào buổi tối. Lộ trình thăng tiến của bạn. Bạn sẽ có nhiều công việc để lựa chọn và có cơ hội thăng tiến về nghề nghiệp tùy theo năng lực của bản thân. Chuyên viên tài chính, phân tích, tư vấn đầu tư, quản trị nguồn vốn, quản trị tài chính, định giá tài sản, tư vấn tài chính doanh nghiệp, phân tích, quản trị rủi ro, quản lý danh mục đầu tư, trợ lý tài chính cho tổng giám đốc, giám đốc, giám đốc tài chính. Chương trình được sự cộng hưởng và đào tạo bởi hai đơn vị uy tín, tập đoàn CEO Việt Nam, đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh và đào tạo, tư vấn chiến lược cao cấp cho hơn 360 tập đoàn và tổng công ty lớn, đào tạo cho hơn 1.000 giám đốc, trưởng phòng kinh doanh trên toàn quốc. Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội là đơn vị công lập trực thuộc Bộ Công Thương, nhà trường có 58 năm lịch sử và sở hữu nhiều chuyên gia đầu ngành. Người sáng lập chương trình, ông Ngô Minh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn CEO Việt Nam. Trường Doanh nhân CEO Việt Nam tin tưởng kết quả đào tạo ngành quản trị tài chính theo mô hình đang áp dụng sẽ cung cấp đầy đủ chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường lao động. Bằng cam kết mạnh mẽ, 100% sinh viên sẽ có việc làm với mức thu nhập trên 5 triệu đồng ngay sau chương trình đào tạo quản trị tài chính. Đối tượng tham gia chương trình: học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông, có tố chất, giỏi toán, tỉ mỉ, cẩn thận, mong muốn có công việc thu nhập cao, ổn định. Thông tin chi tiết chương trình đào tạo vui lòng truy cập website trườngdoanhnhânceovietnam.edu.vn, hotline tư vấn trực tuyến 0986 776622.